sức khỏe và cuộc sống. Kim Ánh lại được gặp lại quý thính giả với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99,9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đó là từ 12 giờ 5 phút cho đến 12 giờ 30 phút ha. Chúng ta có 25 phút để kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Đường dây điện thoại vẫn là số điện thoại rất quen thuộc đối với thính giả trong thời gian vừa qua, 3822-3285. Thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì chúng ta hãy trao đổi cùng với chương trình. Và số điện thoại 3822-3285 đang sẵn sàng nhận cuộc gọi của quý thính giả để có thể tư vấn cho thính giả những vấn đề mà chúng ta đang thắc mắc. Ngày hôm nay với chương trình Sức khỏe và cuộc sống thì thạc sĩ bác sĩ Văn Hữu Phước, khoa Y Đại học Quốc gia, phòng khám lão khoa Mỹ Phi Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại phòng thu để cung cấp cho quý thính giả những thông tin liên quan đến đề tài đó là nguy cơ gãy xương, một vấn đề mà có thể nói là nó liên quan đến rất nhiều sức khỏe trong cộng đồng. Và lời đầu tiên thì Kim Ánh rất cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Văn Hữu Phước đã đến tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn lời giới thiệu của Kim Ánh và rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình Sức khỏe ngày hôm nay. Và thưa tất cả thính giả, có thể nói là trong cuộc sống của chúng ta có những cái vấn đề sức khỏe mà nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và thậm chí là tính mạng của người bệnh nữa. Đó là cái tình trạng gãy xương và cái nguy cơ gãy xương tiềm ẩn với một số đối tượng. Từ trước đến nay thì chúng ta vẫn thường thấy và mọi người thì vẫn lo ngại rằng cái nguy cơ này ở một số đối tượng, đặc biệt là ở người cao tuổi. Nhưng mà thật ra thì không phải chỉ ở người cao tuổi đâu, một số cái đối tượng khác, thậm chí là những cái đối tượng mà chúng ta không ngờ đến vẫn có thể là nạn nhân của tình trạng gãy xương. Đó là những cái đối tượng nào và cái tình trạng này thì chúng ta có thể phát hiện sớm qua những cái phương tiện chẩn đoán như thế nào? Cái việc phòng bệnh sẽ được tiến hành từ khi nào và nó có thật sự mang lại cái hiệu quả hay không? Đây là những nội dung mà trong chương trình ngày hôm nay Kim Ánh sẽ trao đổi cùng với bác sĩ của chương trình. Và thưa tất cả thính giả, những con số thống kê cũng đã cho thấy là đối với cái nguy cơ gãy xương thì nó tăng dần với cái độ tuổi theo cấp số nhân. Và thật sự nó là một cái gánh nặng cho nền y tế ở nước ta cũng như là ở tất cả các nước. Gãy xương nó còn làm giảm tuổi thọ cho bệnh nhân. Và thật là đối với những người bị cái tình trạng gãy xương rồi thì nếu mà may mắn sống sót thì sau những cái biến cố gãy xương còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe và đến cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái chất lượng lao động và làm việc của bản thân người đó nữa. Và tất nhiên điều đó nó cũng kéo theo ảnh hưởng đến cả cuộc sống của các thành viên khác trong gia đình. Vì sao lại có cái tình trạng gãy xương như thế, những cái yếu tố nào được xem là nguy cơ thì chắc có lẽ là trong chương trình ngày hôm nay vấn đề đầu tiên mà Kim Ánh muốn trao đổi cùng với bác sĩ Phan Hữu Phước, phòng khám lão khoa Mỹ Phi Thành phố Hồ Chí Minh, đó là ngoài cái đối tượng người cao tuổi như là chúng ta vẫn nghĩ thì còn có những cái đối tượng nào sẽ có cái nguy cơ gãy xương tiềm ẩn này ạ? Phải nói với chủ đề là nguy cơ gãy xương từ tuổi nào và những đối tượng nào có thể có cái vấn đề về gãy xương, theo tôi nghĩ đây là một chủ đề rất là thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm rõ cái vấn đề này. Có nghĩa là chúng ta sẽ hình dung ra được rằng là cái tình trạng gãy xương mà hậu quả của nó thì rõ ràng thì nghe rất là nghiêm trọng rồi. Và khi nói đến gãy xương thì chắc chắn là chúng ta phải nghĩ đến một vấn đề sức khỏe, đó chính là cái vấn đề về mật độ xương hay là bệnh lý gọi là loãng xương. Và cũng rất không may rằng là tình trạng gãy xương đồng hành với cái bệnh lý gọi là loãng xương thì đã và đang trở thành là một gánh nặng của nền y tế. Và ngày nay bệnh tình trạng loãng xương mà biến chứng của nó là gãy xương thì là một trong những căn bệnh được xếp ngang hàng với những cái bệnh lý về bệnh mạch vành hay là bệnh tai biến mạch máu não, và những cái căn bệnh này cũng đang được ngày càng trẻ hóa. Và trước đây người ta cứ nghĩ rằng là căn bệnh loãng xương hay là cái biến chứng của nó là gãy xương thì chỉ gặp ở nữ giới thôi. Nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là những tình trạng trẻ quá cũng đang được hình thành, có nghĩa là những đấng mài râu ở cái độ tuổi trung niên thôi cũng đã có cái vấn đề loãng xương và đương nhiên là phải đối đầu với cái nguy cơ gãy xương rồi. Tại sao? Bởi vì do những cái thói quen trong công việc, chẳng hạn như là ít vận động, rồi tình trạng hút thuốc lá nhiều, uống cà phê và uống rượu bia nhiều, thì tất cả những cái yếu tố này cộng vào với cái tiến triển của cái mất cân bằng giữa cái hai cái quá trình gọi là quá trình
tạo xương và cái quá trình quỷ xương trong cơ thể của chúng ta đã thúc đẩy những cái đối tượng ở độ tuổi trung niên trở thành là những người có nguy cơ bị gãy xương. Dạ vâng, và điều này nó cũng giải thích vì sao mà cái số ca gãy xương trong cộng đồng đang có xu hướng ngày càng gia tăng và trở thành một cái gánh nặng cho nền y tế của nước ta, phải không ạ? Và Kim Ánh còn biết là đối với cái tình trạng gãy xương thì nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe và cái tuổi thọ của bệnh nhân. Một cái con số thống kê cũng đã cho thấy là đối với những bệnh nhân mà gãy xương cột sống thì nó có nguy cơ tử vong tăng gấp 2 lần so với cái tỷ lệ tử vong trung bình trong dân số. Và gãy cổ xương đùi nó cũng là một cái hệ quả nghiêm trọng nhất và nguy hiểm nhất của cái tình trạng loãng xương. Nhiều nghiên cứu trên thế giới người ta cũng cho thấy là kể cả những nước châu Á như là nước ta thì khoảng 20% nữ và 30% nam khi mà bị gãy cổ xương đùi thì sẽ chết trong vòng 1 năm sau khi xương bị gãy. Quả thật những con số mà chúng ta cần phải lưu ý, phải không ạ? Và thưa bác sĩ, đối với cái tình trạng gãy xương này thì vị trí nào thì được xem là nó thường xảy ra nhất, chẳng hạn như là ở cổ xương đùi như Kim Ánh vừa nêu, hay là ở tình trạng xương sống, hay là một số cái tình trạng khác, thì chúng ta có ghi nhận những cái tỷ lệ ở những cái vị trí này nó như thế nào không ạ? Phải nói cái tỷ lệ mà bị gãy xương đó, cái vị trí xương bị gãy đó thì nó cũng khác nhau tùy theo cái độ tuổi, và một số cái thống kê cho thấy rằng là những cái vị trí xương thường bị gãy nhất đó là vị trí gãy cổ xương đùi. Và tiếp theo đó là những cái vị trí xương khác như là xương sống. Thì cái vị trí mà xương sống thì giờ chúng ta nghe nói tại sao mà xương sống có thể bị gãy được. Thật sự thì trong thực tế khám và điều trị tôi thấy rất là nhiều trường hợp, nhiều người không những là bị gãy ở một đốt sống mà có thể bị gãy nhiều đốt sống nữa. Và cái tình trạng đốt sống bị sụt hay gãy thì cũng rất là đơn giản thôi, là do chẳng hạn như khi mà nhấc một cái vật nặng thì chính cái vật nặng này và cái tư thế co cơ các vùng thắt lưng cột sống cũng có thể gây ra những cái tình trạng gọi là làm cho cột sống nó bị xẹp hay là bị lún xuống. Hay là khi chạy xe thì chở một người ngồi phía sau, thì cái người ngồi phía sau này hoàn toàn không biết phía trước là có một cái ổ gà, và chiếc xe đã rơi vào cái ổ gà này, và sau đó sau một lần gọi là nâng người lên cao và hạ xuống trên cái yên xe thì chính trọng lượng của người đó đã chèn ép lên cột sống và gây ra cái tình trạng gọi là gãy xương sống. Và sau mỗi lần gãy xương sống như vậy thì tình trạng đau lưng sẽ xuất hiện và những cái biến dạng cột sống cũng sẽ xuất hiện. Và chúng ta nhớ rằng là những cái tình trạng gãy xương này cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi hơn, mà nếu như những người này đang có cái nguy cơ bị loãng xương rất là nhiều. Dạ vâng, và một cái vấn đề mà Kim Ánh nghĩ nó cũng là một cái xu hướng đáng báo động hiện nay là phần lớn bệnh nhân mà khi có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thì lại không có được phát hiện sớm, hoặc là chúng ta cũng chủ quan và không có một cái biện pháp để chẩn đoán và có một cái hướng điều trị thích hợp. Và theo bác sĩ thì đối với cái tình trạng mà gãy xương cũng như là cái nguy cơ gãy xương này thì chúng ta có thể có những cái biện pháp nào để giúp cho bản thân người đó chúng ta phát hiện được sớm bệnh để có một cái hướng điều trị thật là kịp thời và thích hợp không ạ? Phải nói phát hiện sớm cái vấn đề loãng xương á, thì chúng ta nhớ rằng cái tình trạng loãng xương thì nghe nói xương chính là một cái bộ phận rắn chắc trong cơ thể của chúng ta, giống như trong nhà của chúng ta thì phải có cây cột nhà mới chống đỡ được những thành phần gọi là khác của căn nhà của chúng ta. Nhưng mà nếu chẳng may cái cột nhà này đó mà chúng ta hình dung ra như cột nhà thì thông thường thì cột nhà bằng bê tông, bên trong có sắt thì gọi là bê tông cốt thép chẳng hạn, thì cái thành phần chính của cái thành phần bê tông này chính là xi măng. Nếu như chúng ta hình dung rằng là xương của chúng ta cũng tương tự như vậy, nghĩa là trong xương có một cái thành phần tạo ra cái độ rắn chắc cho xương, và nếu như cột nhà của chúng ta bằng xi măng nhưng mà bằng xi măng với là bằng bê tông á, nhưng mà cái xi măng thì không có mà chỉ có cát với đá không, thì chúng ta thấy cột nhà chúng ta có đứng vững được hay không? Chắc chắn là sẽ bị sụp xuống thôi. Thì tình trạng loãng xương cũng vậy, có nghĩa là xương trong cái thành phần cấu tạo của xương trong cơ thể của chúng ta sẽ bị giảm đi, mà sẽ được đánh giá đo bằng một cái chỉ số gọi là chỉ số mật độ xương. Và khi đo cái chỉ số mật độ xương này thì những cái máy đo hiện nay sẽ tính ra một cái chỉ số gọi là cái chỉ số điểm T hay là T score, và cái chỉ số này sẽ thay đổi, và cái chỉ số này là một cái dấu hiệu đánh giá là người bệnh có cái vấn đề bị có nguy cơ bị gãy xương hay không. Dạ, và đối với những cái phương tiện để chúng ta chẩn đoán thì hiện nay Kim Ánh thấy là có rất nhiều những cái biện pháp, những cái phương pháp để chẩn đoán cái tình trạng loãng xương. Và cái biện pháp nào, cái phương pháp nào được xem là hiệu quả và cái tính chính xác của nó cao đây ạ? Khi nó đến vấn đề đo mật độ xương á, thì ngày nay rất là phổ biến hai cái phương pháp đo, đó là phương pháp đo bằng sóng siêu âm, thì có thể đo ở gót chân của người bệnh,
thì khi mà đo bằng sóng siêu âm như vậy thì không có cái giá trị chẩn đoán, chỉ có giá trị tầm soát thôi, có nghĩa là chỉ nói lên người này là có thể có cái nguy cơ bị loãng xương thôi, không có đưa ra cái giá trị chẩn đoán chính xác được. Còn một cái dạng chẩn đoán thứ nhì nữa đó là dùng cái tia X năng lượng kép. Thì cái tia X năng lượng kép này trong y học thì nôm na gọi là DSA, thì sẽ có cái giá trị chẩn đoán cao hơn. Và khi đánh giá cái mật độ xương dựa trên cái tiêu chuẩn máy đo hấp thu X quang năng lượng kép, tia X năng lượng kép, thì Tổ chức Y tế Thế giới năm 1994 cũng đã đưa ra những cái tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên cái biện pháp đo này. Và cái biện pháp đo này là một trong những cái giống như là một cái tiêu chuẩn vàng để mà đánh giá trong cái trong y khoa để chẩn đoán và điều trị tình trạng loãng xương của người bệnh cũng như là những cái nguy cơ có thể bị gãy xương. Và những cái máy đo khác như là máy chụp CT scan cũng có thể đánh giá được loãng xương, nhưng mà rõ ràng thì những cái máy này rất là cồng kềnh và tốn kém. Dạ vâng, và như Kim Ánh cũng đã nói ha, đối với tất cả các vấn đề trong đó có vấn đề loãng xương, một trong những cái yếu tố nguy cơ của tình trạng gãy xương, thì điều quan trọng nhất là làm như thế nào để chúng ta phát hiện sớm và có một cái hướng chẩn đoán cũng như là điều trị thích hợp. Và nếu mà thính giả của chúng ta quan tâm đến cái vấn đề cái tình trạng loãng xương của mình và muốn có một cái sự phát hiện sớm, thì thính giả cũng có thể liên hệ với phòng khám lão khoa Messi ha. Chúng ta sẽ có một ngày để đo loãng xương miễn phí, đó là ngày thứ tư, ngày 19 tại tháng 12 năm 2012, từ buổi sáng 7 giờ và bắt đầu từ 7 giờ và buổi chiều thì bắt đầu từ 14 giờ. Và thưa bác sĩ, thì đối với cái đề tài nguy cơ gãy xương ngày hôm nay cũng có một cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay, đó là đối với cái tình trạng mà gãy xương này thì chắc chắn là nó sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rồi. Nhưng mà ngoài cái yếu tố này thì nó còn trực tiếp ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bệnh nhân như thế nào nữa đây ạ? Chúng ta biết rằng là tình trạng gãy xương ảnh hưởng trầm trọng nhất vẫn là cái nguy cơ của những căn bệnh khác, như là khi mà bất động nằm lâu tại chỗ thì tình trạng lở loét nhiễm trùng, rồi những cái căn bệnh nhiễm trùng cơ hội chẳng hạn, như là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp chẳng hạn. Và đây là những cái vấn đề sức khỏe ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Nhưng mà một trong những cái yếu tố khác đó chính là chất lượng sống hay là chất lượng cuộc sống của người bệnh sau khi bị gãy xương bị ảnh hưởng rất là lớn. Và ngày nay một trong những cái tiêu chí về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái tiêu chí về chất lượng cuộc sống cũng là một trong những cái tiêu chí quan trọng. Dạ vâng, và như Kim Ánh cũng đã nêu ở phần đầu của chương trình ha, ngày hôm nay thì với đề tài này, thính giả của chúng ta có những vấn đề liên quan và quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình và cần được sự tư vấn của bác sĩ, thì sau đây chúng ta có thể kết nối cùng với chương trình với số điện thoại 3822-3285. Ngoài ra thì số điện thoại này cũng sẽ kết nối cho đến 13 giờ. Ở phần sau của chương trình chúng ta còn có chương trình Thầy thuốc của bạn với phần tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với đề tài về táo bón ở trẻ em. Như vậy thì chúng ta có thể liên hệ ngay từ bây giờ để tham gia cùng với chương trình. Và trước khi kết nối cùng với thính giả thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian cho quảng cáo. Cho hai tô mì tươi ông chủ ơi. Cho ba tô. Cho con nữa ngàn ba. Có ngay, chờ 3 phút. Quên thô, ba giám chủ quán mì tươi chuyên nghiệp Mikuchi, mì không chi ngăn liền của Vina Ice Cook, thừa hưởng hơn 50 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản. Hãy cảm nhận Mikuchi, mì không qua chiên dầu, sợi tươi, dai và thơm ngon như đang ăn ở tiệm. Wow, sợi mì thật dai, nước súp đậm đà nữa. Để mì Mikuchi đây. Mikuchi là mì không chi, mì không chi là Mikuchi. Thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe và Cuộc sống. Chương trình đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ dành thời gian để kết nối cùng với thính giả với đường dây điện thoại 3822-3285. Xin mời thính giả đặt câu hỏi cùng với thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, phòng khám lão khoa Messi Thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Xin mời phòng kỹ thuật kết nối máy cùng với thính giả đi ha. Ở đầu dây bên kia thính giả đã nghe được tín hiệu chưa ạ? Alo. Nếu không thì chúng ta có thể chuyển sang số máy khác đi để kết nối cùng với thính giả. Xin mời ạ. Alo. Alo bác sĩ ạ. Dạ, xin chào anh và mời anh đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Dạ, em ở Đồng Nai chị ạ. Dạ. Em có một câu hỏi về cái tay của em ấy. Mình làm hoạt động hồi như nhưng mình tập thể dục mình nhấy rồi coi tay một xuống chuyện rồi. Mình dơ lên hay là đưa ra thời gian cỡ 1-2 phút á. Rồi mình lấy lại là cái tay nó bớt lắm, mà là khi bị rách trong mọi cái dài á. Dạ. Đi bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 trường Hồng Bàng á, bác sĩ nói em bị rách cái dây gân đó, có phải
Thế như vậy anh chị, mà bác sĩ nói là cái trường hợp này là chữa nó cũng lâu lành lắm. Mà cũng làm cái gì dơ lên á, dơ xuống á, nắm mối cái tay lấy lại thường thường ngày nào mà cử động nhiều nó kêu rét 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 ngờ cổ tay, mà nó lâu lâu nó hay nhức, mà có giai đoạn nó hết giai đoạn nó còn rồi chị. Dạ. À, sau đây thì mời anh nghe phần tư vấn của bác sĩ Phan Hữu Phước nha. À, như chúng ta biết á, thì trong khớp của chúng ta tương tự, tôi hay ví có một cái ví dụ so sánh tương tự như là chúng ta sử dụng các cái bạc đạn ở trong các cái xe của chúng ta, thì giữa bạc đạn với xe chắc chắn là có những cái viên bi, và giữa hai thành phần đó chính là một cái sự chạm va chạm trên bề mặt. Thì khớp của chúng ta tương tự, có nghĩa là khớp của chúng ta là kết nối giữa hai đầu xương, và giữa hai đầu xương này có một thành phần đệm gọi là thành phần sụn. Thì trong những trường hợp chúng ta bị chấn thương do hoạt động thể thao hay là do lao động á, thì các cái phần sụn của chúng ta sẽ bị gọi là giống như không còn trơn láng nữa, mà sẽ bị gọi là bề mặt của nó có thể bị nham nhở và có thể bị khuyết hay là bị lồi ra. Và do đó khi hai cái bề mặt sụn không còn trơn láng nữa, cọ sát vào nhau, thì sẽ tạo ra những cái tiếng lục cục hay là lạo xạo khi mà chúng ta vận động. Còn những cái vấn đề khác chẳng hạn như là vấn đề bị rách hay đứt cái dây chằng á, thì nó cũng không có tạo ra cái tiếng động mà khi chúng ta cử động khớp của chúng ta, thì có thể là hạn chế cử động hay là cử động bị đau khi cử động hay là, chứ không có tạo ra các cái tiếng và tiếng lạo xạo lục cục khi chúng ta vận động các khớp. Và theo tôi nghĩ thì chắc chắn là nam sinh giả vừa qua có cái vấn đề tổn thương tại cái khớp vai của mình do quá trình chơi thể thao. Thông thường thì các cái môn bóng chuyền là cái môn mà chúng ta phải có cử động khớp vai rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta phải vối tay lên ở cái tầm cao nhất, có nghĩa là chúng ta khớp vai được giãn ở mức độ cao, và sau đó được khi mà đập bóng á, thì cái tay di chuyển rất là nhanh. Và đương nhiên khi chúng ta không có khởi động tốt và cái động tác di chuyển khớp sai thì chúng ta có thể gây chấn thương khớp vai, và khi cái chấn thương khớp vai như vậy có thể tạo ra những cái tiếng lục cục lạo xạo khi mà chúng ta cử động khớp. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối máy cùng với một thính giả nữa. Xin mời thính giả đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Alo. Alo. Dạ, hình như mình đang nghe radio đúng không anh? Dạ. Không có đâu, tôi đi ra ngoài lộ. Rồi, anh đi ra ngoài lộ nhưng mà nhớ đứng trên lề đường nha anh. Dạ vâng, Kim Ánh nói vui với anh thôi. Bây giờ thì xin mời anh đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Phan Hồng Phước ạ. Bác sĩ ơi, em tên là Tiến Hải, ở Sóc Trăng á bác sĩ. Dạ. Năm nay em 40 tuổi rồi. Cách đây khoảng 5 bữa em lên Cần Thơ, bên trung tâm chẩn đoán y khoa của Cần Thơ. Yeah. Rồi cái em khám sức khỏe thì kết luận là em bị thoái hóa cột sống đốt số 3 với số 5. Yeah. Em xin hỏi bác sĩ coi như vậy thì có nguy hiểm không, cách điều trị như sao? Rồi ngủ một bơi với mấy ông bạn thì các bạn nói mẹ ăn cả chừng 2-3 cừng xế cua tôm đồ hay là hết mình. Dạ vâng, mấy anh bạn này chị cũng hay ghê ha. Nếu mà bị mà ăn được tới 2-3 cần xé tôm gì đó như anh nói, chắc Kim Ánh cũng ráng để mà được ăn. Đầu biết rồi đó, không ra ăn lần chút chút ăn vài năm hết rồi. Dạ vâng, nhưng mà Kim Ánh muốn nói một ý nữa nè. Anh nói anh 40 tuổi rồi, thật ra là mới có 40 tuổi, còn trẻ lắm anh. Đừng có dùng chữ rồi ha, nghe buồn quá nha ha. Rồi bây giờ thì xin mời anh nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, phòng khám lão khoa MFV thành phố Hồ Chí Minh. Thông thường một trong những cơ quan trong cơ thể của chúng ta có cái vấn đề bị thoái hóa, đó chính là cột sống của chúng ta. Và thông thường thì thoái hóa cột sống là một cái danh từ chung, chứ không nhất thiết là phải chỉ thoái hóa ở một cái vị trí hay là hai cái vị trí của cột sống của chúng ta không. Và khi nó đến thoái hóa cột sống á, thì trên phim X quang bình thường chúng ta không có nhận thấy được. Và do đó những cái chẩn đoán mà dựa trên cái phim X quang nói là thoái hóa cột sống thì chắc chắn là không thực hiện được rồi. Thoái hóa cột sống là một trong những cái vấn đề mà giai đoạn sớm của nó chỉ có những cái biến đổi trên các cái sụn khớp của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn thấy là không có thấy được trên bất cứ một cái phương tiện chẩn đoán nào hết. Và những cái biến đổi này thì theo trình tự thời gian thì cái tình trạng cột sống của chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn có thể hình thành những cái gai xương, thì lúc này chúng ta mới có thể thấy được trên phim X quang. Còn trong giai đoạn sớm của bất cứ một trạng thái thoái hóa ở một cái khớp nào, khớp bàn tay, khớp cổ tay, khớp vai hay là các cái khớp của cột sống, thì trên phim X quang vẫn thấy bình thường. Ngoài những cái biến đổi rất là tinh vi chẳng hạn như là hẹp nhẹ ở các cái khe khớp thì chúng ta có thể nhận thấy được. Và đương nhiên đối với tình trạng thoái hóa cột sống ở độ tuổi 40 thì chắc chắn không cần phải điều trị gì gọi là cao siêu cho lắm. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng là giữ đúng các cái mức độ trong công việc lao động, cũng như là chúng ta cố gắng tập các cái bài tập về cột sống.
Thì cái bài tập cột sống thì anh có thể tìm thấy trên trang web bác sĩ của bạn.vn, trong đó có 4 động tác rất là đơn giản. Và vấn đề sử dụng các món ăn hải sản, tôm, cua, ghẹ gì đó, thì chúng ta nhớ rằng là khi sử dụng nhiều sẽ gây ra khá nhiều cái nguy cơ. Và một trong những cái nguy cơ đó chính là cái tình trạng tăng cái axit uric. Và khi axit uric tăng cao như vậy thì nó đã trở thành là một cái nguy cơ gây ra cái tình trạng bệnh lý tim mạch nữa, chứ không phải là bệnh lý về khớp như là cái hội chứng tăng axit uric. Không hẳn là cái chúng ta nhớ rằng là đừng có nhầm lẫn giữa tình trạng tăng axit uric trong máu với lại bệnh gút, bởi vì đây là hai cái trạng thái khác nhau. Và tăng cái axit uric trong máu còn được xem là một cái nguy cơ tim mạch nữa. Và theo tôi nghĩ thì chắc chắn là chúng ta đừng có cái quan điểm sai lầm rằng là ăn nhiều tôm, cua, hải sản có thể phòng ngừa được các cái bệnh lý về khớp. Thì đây là một quan điểm rất là sai lầm. Như vậy thì vị thính giả vừa rồi cũng không phải quá tốn kém vào cái việc ăn tôm, cua, hải sản hay là sò huyết như anh vừa nói ha. Mà chúng ta có thể để số tiền đó để chúng ta chuẩn bị, chúng ta đi tầm soát này, rồi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và nếu mà có bệnh thì chúng ta sẽ điều trị một cách đúng đắn và khoa học nữa, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối cùng với một thính giả nữa. Xin mời thính giả. Dạ alo ạ. Dạ. Xin mời chị đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Phan Hữu Phước ạ. Dạ con xin hỏi bác sĩ là mẹ con năm nay là 52 tuổi á. Dạ. Là được chẩn đoán là bị thoái hóa cột sống với lại là do mẹ con bị sập cái xe Honda mà đi rất là bình thường thôi, nhưng mà nó bị sập và trong khi đó là cái đốt sống nó bị trượt với lại bị lún đó bác sĩ. Dạ, giờ con muốn hỏi bác sĩ là cái trượt, cái lún đốt sống đó là mình điều trị bằng cách nào và chữa bằng cách nào, với lại cái thoái hóa cột sống này con có thể điều trị ở đâu là tốt nhất ạ? Dạ, sau đây thì mời chị nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, phòng khám lão khoa Medby, Thành phố Hồ Chí Minh. Như tôi có nói phần đầu đó, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng hậu quả của di chuyển trên đường, có nghĩa là chiếc xe Honda của chúng ta đang trở thành là một trong gây ra nhiều vấn đề sức khỏe ngoài cái vấn đề tai nạn giao thông ra. Thì những người bị sụp ổ gà, thì sụp ổ gà đúng là một vấn đề nghe nói giống như là thông thường, mà trách nhiệm thì không biết thuộc về ai nữa, không biết là rõ ràng thì cái ổ gà không biết là ai gây ra nữa. Và do đó chúng ta, nếu mà do chúng ta sơ ý hoặc là do một cái yếu tố nào đó thì chúng ta bị sụp vào cái ổ gà đó, thì bản thân người sụp ổ gà sẽ có một cái hiện tượng là đột ngột cơ thể bị nâng lên cao và rớt xuống, thì rớt cho chính trên cái yên xe của mình. Nhưng mà cái động tác rớt này, ngay cả trọng lượng cơ thể của chúng ta sẽ gây ra một cái chấn thương cho cột sống, có thể là tình trạng trượt đốt sống ra phía trước, hay là nứt, hay là xẹp lún đốt sống. Và giống như vị nữ thính giả vừa qua, tôi cũng rất cảm ơn câu hỏi, bây giờ ở độ tuổi 52 thì cũng còn quá trẻ, và rõ ràng là chắc chắn những người này trước đó đã có những cái nguy cơ về gãy xương rồi, đặc biệt là gãy xương sống mà chúng ta không phát hiện sớm thì mới gây ra cái tình trạng gọi là gãy hay nứt cái đốt sống của chúng ta khi chúng ta bị sụp ổ gà. Và cái vấn đề thoái hóa cột sống và tình trạng trượt đốt sống, nếu như trong giai đoạn mức độ nhẹ của nó thì chúng ta có thể điều trị bằng những cái biện pháp nội khoa, có nghĩa là chúng ta dùng thuốc điều trị kết hợp với vận động trị liệu và thay đổi cái chế độ sinh hoạt. Thì với những cái giải pháp đó thì hầu hết các trường hợp chúng ta đều có thể sống hòa bình với căn bệnh của mình. Còn những cái giải pháp phẫu thuật thì chúng ta cũng phải cân nhắc, bởi vì khi đã có những cái biến chứng trầm trọng hơn thì mới có cái chỉ định phẫu thuật. Bởi vì nếu như chúng ta điều trị quá sớm với tình trạng bằng phẫu thuật thì đôi khi người bệnh lại rơi vào một cái trạng thái tốn kém rất là nhiều, và sau đó thì cái khả năng lao động cũng rất là giảm, và đương nhiên rồi thì những cái biến đổi do cái tình trạng phẫu thuật gây ra chúng ta cũng không có khả năng mà khôi phục lại được. Và theo tôi nghĩ thì chắc vị nữ thính giả vừa qua có thể đưa người mẹ của mình đến những thầy thuốc có kinh nghiệm về điều trị bệnh lý về cột sống, những cái bệnh lý về lão khoa thì có thể giúp chị giải quyết được vấn đề sức khỏe của người mẹ của mình. Dạ vâng, và thưa bác sĩ thì đối với một cái chương trình tư vấn trên làn sóng FM thì bao giờ Kim Anh cũng rất quan tâm đến một cái khía cạnh, đó là khía cạnh phòng bệnh. Đối với tình trạng loãng xương thì Kim Anh thấy là có rất nhiều người có một cái quan niệm là để phòng bệnh thì chỉ cần uống sữa có canxi là có thể phòng được cái tình trạng loãng xương rồi. Điều này có đúng hay không, và thực sự thì nó có đủ chưa để chúng ta có thể phòng được cái tình trạng loãng xương ạ? Khi nói đến xương thì sau khi nghe cái chương trình này chắc nhiều thính giả cũng đã hình dung ra được mức độ quan trọng của xương đối với cơ thể của chúng ta. Bởi vì xương cũng giống như là xi măng trong cơ thể, trong khi mà người thợ hồ gọi là đúc cây cột bê tông nha. Nếu như cây cột mà không có xi măng mà chỉ có cát với đá không thì chắc chắn là sụm rồi. Và xương của chúng ta thì được cấu tạo không những chỉ có canxi mà còn có nhiều thành phần khác nữa. Và khi nói đến xương thì chúng ta nhớ rằng là có một cái trạng thái cân bằng
Có nghĩa là xương, chúng ta cứ đừng nghĩ rằng là khi chúng ta sinh ra và lớn lên thì xương là một cái chất liệu trong cơ thể luôn luôn giữ ở một cái mức độ gọi là ngày càng nhiều hơn hay là ngày càng lớn hơn hay là cứng cáp hơn. Thật sự ra thì xương của chúng ta có những cái giai đoạn khác nhau, có nghĩa là giống như một cái dòng sông, có nghĩa là nước có thể chảy qua, nước có lúc đầy có lúc vơi, và tương tự như vậy thì xương sẽ có những cái trạng thái gọi là vừa có quỷ xương vừa có tạo xương. Và ở tuổi trẻ hay là ở trẻ thơ, trẻ con và thì sẽ có những cái trạng thái tạo xương nhiều hơn là quỷ xương. Và đến tuổi lớn, gọi là chúng ta nôm na thì gọi là người lớn, thì trạng thái quỷ xương bằng cái mức độ tạo xương, trạng thái cân bằng. Và khi đã lớn tuổi rồi thì cái trạng thái quỷ xương nhiều hơn là cái vấn đề tạo xương. Và cũng không may rằng là canxi khi đưa vào cơ thể của chúng ta thì cũng không hẳn là được sử dụng. Bởi vì khi nói đến cái trạng thái gọi là nguy cơ gãy xương hay là nguy cơ bị thiếu xương đi ở người lớn tuổi thì có thể do nhiều nguyên nhân, và một trong những cái nguyên nhân đó chính là kém hấp thu canxi ở đường ruột. Và rõ ràng thì đã kém hấp thu canxi ở đường ruột rồi thì dù chúng ta có uống bao nhiêu sữa canxi đi nữa thì canxi này vẫn không vào máu và không được xương được sử dụng để đưa vào thành phần của xương để tạo ra cái sự rắn chắc của xương. Và rõ ràng như vậy chúng ta thấy rằng là cái vấn đề uống sữa có canxi hay là dùng những chế phẩm có canxi như là các cái thuốc có canxi thì cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Mặc dù đây là những cái dạng thuốc hay là thực phẩm không quá to của bác sĩ, nhưng nếu như chúng ta sử dụng không đúng chỗ thì có thể tốn kém, hoặc là nếu như chúng ta sử dụng quá mức thì có thể gây ra tình trạng là tăng cái nồng độ canxi trong máu. Và nồng độ canxi trong máu khi tăng cao như vậy sẽ thải ra nước tiểu, và khi thải ra nước tiểu như vậy thì cái nồng độ trong canxi trong nước tiểu sẽ tăng cao và gây nguy cơ tạo ra các cái sạn thận. Rõ ràng thì chúng ta thấy khi nói đến việc phòng ngừa loãng xương thì không hẳn là chúng ta chỉ có sử dụng canxi không, đương nhiên là cần thiết khi chúng ta sử dụng các dạng sữa này. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng đừng quên rằng là những cái biện pháp phòng ngừa khác, như là chúng ta phải thường xuyên tập thể dục thể thao, hạn chế đừng hút thuốc lá quá, đừng hút thuốc lá nhiều nè, hạn chế uống cà phê, rượu bia, và đương nhiên rồi ở độ tuổi này thì tùy theo mức độ khác nhau thì chúng ta cũng phải phòng ngừa điều trị tốt những căn bệnh như là bệnh lý đái tháo đường hay là một số bệnh lý về tuyến giáp, tuyến cận giáp và những cái bệnh lý nội tiết khác có thể gây ra cái tình trạng loãng xương. Dạ vâng, cảm ơn những lời khuyên cáo mà thạc sĩ bác sĩ Phan Hồng Phước, phòng khám lão khoa MV Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đến cho thính giả trong chương trình ngày hôm nay, và rất cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia cùng với chương trình. Đến đây thì thời lượng của chương trình Sức khỏe và cuộc sống cũng đã khép lại. Chúng ta sẽ tiếp tục với 30 phút của chương trình Thầy thuốc của bạn. Đường dây điện thoại vẫn là 3822-3285, và đề tài ngày hôm nay mà chương trình Thầy thuốc của bạn sẽ đề cập đó là chứng táo bón ở trẻ em, một vấn đề thường gặp ở các gia đình, phối hợp với phần tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Và đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại thính giả trong chương trình tuần sau.